Xin chào anh em, chúng ta cùng quay trở lại với phân tích điểm giành chứng khoán vay sinh cho phiên ngày 6 tháng 12 và kịch bản cho phiên ngày 7 tháng 12. Thị trường tiếp tục tăng điểm tốt đúng không? Một phiên mà vay sinh quay trở lại vùng cung ngày hôm trước, nó xác nhận cho mình một cái nhịp mà gì? Tái tích lũy ở trong kênh 0003 đúng không? Tái tích lũy ở đây có thể đâu đó nó có thể là một nhịp nào có subring cho cả một TR04 đến 12. Đó. Cái nhịp cuối phiên là một cái nhịp mà có điều chỉnh rũ bỏ đúng không? Phiên chiều có nhịp điều chỉnh rũ bỏ, nhưng mà sau khi mà giá nó quay trở lại bằng một cây von long có inside bar và đỡ được trên vùng này, và đến 2 giờ 20 thì thuật toán đồng pha long thì em có báo mọi người đấy. Chúng ta tiếp tục phải đẩy một nhịp long tiếp diễn ở trên vùng 0.67 hay đi lên. Và mục tiêu thì vẫn là gì? PLF có von long vào thì mình ưu tiên là target về vùng 0.9 đến 12, đúng không ạ? Sau đó thì mình sẽ chờ qua đêm xem ngày mai nó confirm cho mình một cái TR này có phải một cái TR tái tích lũy hay không ha? Thì chúng ta sẽ cần chờ cho ngày mai. Ngày hôm nay thì mình chỉ view ở trong một cái biên độ là gì? Biên trên là quanh cái giá 10 đến 12x đúng không? Biên dưới thì ngày hôm nay buổi sáng rất khó đánh đúng không? Buổi sáng rất khó đánh, tuy nhiên là có một cái nhịp mà nó rõ ràng đến cái thời điểm 10 giờ gần 10 giờ 30, đó 10 giờ và hơn 10 giờ 30 nó bắt đầu đẩy giá lên đúng không? Thì đấy là những vùng tham minh yếu tố thời gian để chúng ta có thể là đẩy lên một nhịp. Đó thì buổi sáng mình có một kèo long từ 02 lên vùng 0.68. Sau đó thì nó xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh thôi. Tại vì cái LPS này vẫn giữ được một con sóng tăng từ 98 đi lên, vẫn giữ được ở vùng 0.5 và cái cả đỉnh nhịp này thôi đúng không? Vẫn là một con sóng tăng. Thì nó giữ được cái vùng 0.203, thì vùng 0.203 chính là những nhịp mà anh em có thể chốt sòn điều chỉnh và nó break được kênh giảm này rồi đúng không? Nó tái tích lũy break được kênh giảm này rồi thì mình sẽ chờ những vị thế ở đây. Thì ở cuối phiên nó có liên tục nó rung lắc ở đây này. Mọi người chú ý rung lắc ở đây. Chúng ta sẽ cần chờ đợi những cái nhịp mà nó test lại được ở đây, nó giữ được thì tất cả những vị thế mà anh em có short ở đây thì phải chốt lời ở đây. Và đâu đó mình sẽ tìm đồng pha long của thuật toán đúng không? Thuật toán đồng pha long cuối phiên đó. Ngày hôm nay thuật toán thì em cũng báo mọi người rồi, mình sẽ chốt ngắn ở những vòng và sẽ chốt bớt những con sóng và tránh cháp, nó tương đối tránh cháp được rất nhiều nhịp. Quay trở lại với cả điểm đánh ngày hôm nay như sau này. Cách đánh và điểm đánh như sau này. Mọi người có thể thấy là M1 đúng không ạ? Chúng ta sau con M1 đi. Buổi sáng thì rõ ràng sau khi mà ngày hôm trước là chúng ta có một cái biên TR0003 và giá đã tạo đánh về vùng Philips Zone ở vùng 98 96 98 đúng không? Rồi chốc tăng. Em có thể thấy là gì? Đến đây là có chốc tăng rồi đúng không? Rất rõ ràng rồi, có chốc tăng đúng không? Có chốc tăng. Giá quay trở lại bằng một nhịp điều chỉnh về vùng 0.1x. Tuy nhiên sau đó anh em có thể nhận thấy là gì? Mình có một cái cụm giằng co sau đó giá đi gập xuống, nhưng cái cụm giằng co này nó đã đóng lên bên trên, đã đóng lên bên trên cái cây dẫn sóng này, cây Mazu con M3 này 0.2x. Thì cái nhịp này tại sao em lại báo mọi người gì? Nhịp này rất dễ là tầm 10 giờ sẽ có một nhịp đẩy long lên, ít nhất là quét thanh khoản vùng này. Ít nhất là quét thanh khoản, mình chưa biết câu chuyện là nó sẽ đẩy up mạnh hay không, nhưng mà ít nhất là nó sẽ đẩy long lên và quét thanh khoản vùng này. Và nó sẽ quét luôn cả tháng này. Đó. Thì cái câu chuyện khi mà nó về đây, lock in được thằng này 0.2x thì chúng ta có một lệnh long đúng không ạ? Chúng ta có một lệnh long đi lên. Tại sao chúng ta có một lệnh long đây đấy? Và mục tiêu gì? Quét thằng này lên vùng 06 đến 09 đúng không? Báo mọi người rồi, 06 đến 10. Em view lên 06 đến 10. Đó. Thì đây là một lệnh ở bán sáng. Lý do tại sao lại như vậy nhá. Rồi, lệnh thứ hai, buổi chiều có một nhịp là điều chỉnh, tại sao chơi được short? Chúng ta có một cái cụm inside bar nằm đây. Đúng không đã? Sau đó thì giá quay trở lại đâm thủng vùng này. Đúng không? Đâm thủng vùng này. Đó. Đâm thủng vùng ngoài thì chúng ta hoàn toàn có thể có một cái lệnh short ở cái vùng này đi xuống đây,
xuống cái vùng này thôi nhá, 0203 thôi. Thì đấy là hai cái lệnh mà chúng ta có thể chơi. Rồi đến phiên chiều, đến phiên chiều. Em có thể nhận thấy là gì? Một cái biên tái tích lũy kênh đi kênh dọc sau. Đúng không? Kênh lá cờ như vậy. Chúng ta có thể thấy là gì? Nó quay trở lại bằng một cái vân long và nó để lại đằng trước nó một cái cụm gì? Một cái cụm mà có outside 3 này. Một cái cụm mà có engulfing này, sau đó giá tăng mạnh có SOS đúng không? Test lại và giữ được cuối phiên đi lên. Nếu như kịch bản ở đây là UTAP thì nó phải gãy thằng này của anh em mình, nó phải gãy về đây thì mới rơi được xuống. Còn rõ ràng đến cuối phiên dòng tiền ổn đúng không? Dòng tiền ổn liên tục đỡ được ở ở trên vùng cầu này, test lại cây inside 3 này 0.4 x, thì tất cả những cái vị thế anh em có short ở trên vùng 0.7 x phải chốt lời ở vùng 0.405 x. Em có báo mọi người đấy, ai mà short thì chốt lời đi và chúng ta sẽ tìm một vị thế long khi mà thuật toán đồng pha. Đây thuật toán của phiên đồng pha long ở đây đúng không ạ, 0.6 x 0.7 x và đi lên. Thì rõ ràng cái câu chuyện thuật toán quay trở lại đồng pha ở đây, mặc dù nhá hết vị thế short nữa, thuật toán nó short cho short ở vùng 0.5 x này xuống vùng 0.2 để em báo mọi người là chốt lời đi, và cái đoạn này là hết hết vị thế rồi nhá, kể cả nó đánh về lên quanh 0.4 hết vị thế sọt rồi, và chúng ta sẽ chờ những nhịp mà sát ở đây có những tín hiệu mà đồng pha ngay ở đây là mình có thể chạy long được rồi. Ngay ở những cái tín hiệu là mờ mờ ở đây chúng ta thấy là gì, cái lệnh cuối phiên mà break được thằng này là những cái nhịp mà đẩy long lên tiếp. Thì tại sao mà hô mọi người là gì đánh long lên tiếp ở cuối phiên ha, thì đấy là cái câu chuyện mà mình view tham minh yếu tố thời gian nữa nhá. Kéo trước 2 giờ, ví dụ nhịp này kéo trước 2 giờ chờ sóng chính ở 2 giờ 05 đến 2 giờ 15. Trong từ cái nhịp 2 giờ 05 đến 2 giờ 15 mà không thay đổi cấu trúc thị trường, có nghĩa là gì? Nó không bị gãy, không bị chốc giảm xuống thì chúng ta vẫn follow theo xuống tăng và kéo cuối phiên, và kéo cuối phiên nhá. Kéo nhịp ở 2 giờ 20, mọi người chú ý nhé, 2 giờ 20 bắt đầu kéo thì đúng là câu chuyện chúng ta có một cái nhịp mà nó kéo ở 2 giờ 20. Đúng không? Kéo 2 giờ 20 này. Đó, kéo 2 giờ 20 đi lên. Khi mà đi lên nó có một cái vùng gap đúng không, một FVG thì chờ nó test về đỉnh cũ chứ đúng không, vội gì test về vùng 0.8 x thì long chứ, ai đi long ở trên vùng 10 làm gì cả đúng không, vùng này vùng chốt lời. Quay trở lại đằng trước nó thì rõ ràng đây là vùng Quasimodo. Thực tế đây không phải là Quasimodo nhưng nó là một vùng OB, vùng cung. Với cấu trúc sóng mọi người có thể thấy là gì, thực ra con cấu trúc sóng con M5 nó không, đây này nó có một nhịp bull back ở đây thôi, bull back về đây, nó đi lên thẳng trên này, nó bull back về đây, nó đi lên thẳng đây. Về cấu trúc sóng rõ ràng con M5 vẫn là một cấu trúc sóng tăng, và bây giờ cái câu chuyện của chúng ta là gì, chúng ta sẽ chờ con M5 nó gãy thẳng 94 x hay là nó vượt thẳng 15 thôi, thì chúng ta sẽ tiếp tục đếm. Còn tất cả những cái nhịp mà từ 9 14 đến 10 14 x thì đối với cái hệ thống của mình vẫn là những nhịp sideways, mặc dù ở bên trong con M1 M3 là một cấu trúc tăng, quay trở lại là một cấu trúc tăng. Đúng không? M1 thì quay trở lại cấu trúc tăng. Nhưng mà con M5 vẫn là một cái nhịp mà đi sideways ở trong vùng này thôi. Nếu như nó vượt qua 15 thì anh em có thể là đo tiếp, là vẽ tiếp sóng như thế này. Đó, còn nếu như nó quay trở lại nó thủng thằng 9x thì chúng ta lại có một con sóng như thế này, nó chạy như vậy này. À, nó chạy như vậy. Đó, nó chạy như vậy thì lúc đó thì chúng ta mới có chốc giảm. Thì hiện tại con M5 vẫn là một cấu trúc tăng điểm nhá, một cấu trúc tăng điểm đó. À, một con sóng tăng và chưa bị vi phạm. À, xem con M3 xem sao ha. M3 thì rõ ràng M3 thì nó có những nhịp bull back ở đây, mọi người chú ý nhé. M3 thì có những nhịp bull back, nó M3 M1 thì tất nhiên rồi, sóng nó có những nhịp bull back về đây. Đó thì M3 nó có chốc chốc ở đây này, chốc bót này, quay trở lại chốc tăng thì M3 quay trở lại xuống tăng. M1 thì rõ ràng rồi, xuống tăng của M1 đúng không? Đó, thì ngày hôm nay bản thân White Corp vẫn vẫn cứ chính xác thôi đúng không? White Corp và SMC không, tức là đối với phái sinh và chứng khoán Việt Nam thì Wyckoff, SMC và Fibo chính là ba cái mình chỉ cần dùng những cái đấy thôi, tất cả những cái khác chỉ phụ trợ thêm thôi. Em có thể thấy gì, một mô hình tích lũy có Subring, test đi lên, test đi lên đúng không,
Sau khi mà nó có một mô hình tái tích lũy test đi lên, cái nhịp này xác nhận khi nào, khi vừa thở 0.8 thì rõ ràng cái xu hướng chính của mình vẫn là một xu hướng long, và cái plan mà gom long ở cho sóng đáo hạn tháng này ở vùng 8x có khi là không có. Tuy nhiên là mình vẫn kỳ vọng nếu như mà thị trường có những nhịp điều chỉnh thì hoàn toàn nó có thể về đây, đúng không, lấy order ở vùng 8799x ở trong vùng này trước khi nó có thể một nhịp up mạnh, thì kỳ vọng sóng tháng này đội long sẽ đẩy giá lên vùng 1.200, quanh vùng 1.200, và cơ sở cũng đẩy giá lên quanh quanh vùng đó. Tuy nhiên mọi người có thể để ý bên cơ sở một chút là gì, chúng ta sẽ chờ những nhịp rung lắc điều chỉnh để chúng ta vào hàng, chứ không không mua mới ở cái phiên, những cái phiên ngày hôm nay đâu nhé. Mua mới khi nào, khi chúng ta chờ có dấu hiệu SOS vượt thằng này, đúng không nào, đó vượt thằng này test lại. Những phiên test chính là những phiên mà gia tăng hàng, còn giai đoạn này là giai đoạn mà để chốt lời bất định thế. Rồi, ok. Đó, thì giai đoạn này là giai đoạn mà cổ phiếu chúng ta tiếp tục phải tập cách mà hold lãi thôi, đúng không? Tuy nhiên, đối với những cổ phiếu đã chạy 40% như HAG thì em cũng lên khuyến nghị mọi người là ít nhất mọi người chốt cho em 30% ít nhất, còn không có thể đâu đó chốt 50% loanh quanh vùng này. Thực tế là gì? Giá nó có thể đẩy thêm một cây cây đâu đó khoảng tầm 5-7%. Nó không quan trọng. Quan trọng là nếu như anh em hold hàng thì sẽ có những nhịp mà nó phải điều chỉnh về rồi nó mới tránh nước rút được. Nó không thể là, hoặc là ít nhất nó tạo một vùng bay ở đây, không bao giờ nó chuyện đi một mạch như thế này cả. Nó sẽ phải có những nhịp bùng bách về như vậy, sau đó thì nó chạy nước rút. Nhịp thứ hai là cái nhịp mà mình ôm dài hơn. Nhịp này thì một cái nhịp mà mình sẽ chờ những nhịp điều chỉnh, có thể đâu đó nó về lấp vùng gap 10.x, cũng có thể là gì, nó lên trên này xong nó chỉ về vùng 11.x, 12 và đi lên. Tuy nhiên là gì, giá ngày hôm nay chính là cái giá mà mình cũng có thể là cân nhắc mình chốt lời bớt vị thế một phần. Còn đối với những cổ phiếu mà T cộng thì mình đã hô mọi người rồi, thực ra thì mình cũng không có tham, mặc dù nó có thể tăng lên tiếp. Tuy nhiên là gì, mình sẽ dồn tiền sang những cái mã khỏe để mình hô. Ví dụ ngày hôm qua cho chốt lời ở 17.8 con Nova, đúng không, thì 17.8, 19.2 chính là vùng mình chốt lời thôi. Còn chúng ta tiếp tục gì, hầu hàng đối với những cổ phiếu xác nhận dòng tiền vào tiếp tục đánh hầu tiếp, đúng không ạ? TG mua 9.8 hầu đi, đúng không, và chờ điểm mua gia tăng, chờ mua gia tăng, chờ tái tích lũy ở trên vùng đỉnh gia tăng, dòng tiền vào đánh mà, đúng không, mình phải học cách hầu hàng hầu được. Đối với những cổ phiếu như L14, đối với những cổ phiếu như L14 thì chúng ta sẽ cần phải chờ mọi người nhé, sẽ cần phải chờ để hold dài hay không. Nhưng mà vị thế chúng ta đang có ở vùng 39-40 thì chúng ta phải làm giữ được. Có thể mọi người chốt lãi 50%, đúng không? Tuy nhiên là cổ phiếu này mình đang đánh giá nó mới hình thành ở trong pha C và đang đang manh nha trong pha D, có nghĩa là gì, nó sẽ có xu hướng tiến lên trên vùng cung ở 53 đến 55, sau đó lại gãy. Có nghĩa là gì, nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc tăng ở trong pha D, thì mình sẽ mua lại trong cái cấu trúc tăng ở trong pha D. Thì những cái target tiếp theo của L14 rất có thể lên vùng 5x, 5x, sau đó thì chốt lời bớt. Đó, cái nhịp mà chạy nước rút thì nó phải vượt được cái những cái đường cản chéo này, đúng không? Có dòng tiền lớn tham gia vào thì đây là những nhịp mà con L14 này mình phải mất khoảng tầm vài tháng để người chấp nhận là gì. Nếu như mà để chạy nước rút thì mất tầm vài tháng, mặc dù đây vị thế mình mua có lãi 18%. Tuy nhiên là gì, để mà ăn như những cổ phiếu như ITA thì rõ ràng đây không phải giai đoạn mà L14 chạy được bằng ITA được. Và chúng ta có tái tích lũy rồi lên này tạo BC, AR có Sobering, đúng không? Sau đó gì, cản cung mọi người ơi, cản cung dòng tiền vào, đúng không, mình mua đúng điểm pivot dòng tiền vào này. Test lại gom hàng thêm khi mà nó test lại OB, đúng không, vùng vùng này, vùng lên này, hold hold hàng thôi, con này chỉ có hold thôi, không đu, nhưng mà phải hold, mặc dù là trong quá trình đi lên nhá,
nó có những phiên mà nó lấp về gap này, lấp về đây bình thường, nhưng mà mình phải hold được đúng không ạ? ETA chúng ta đang có lãi là 32%, tiếp tục hold X2 bình thường đúng không ạ? Đó, X2 bình thường. Giá của ETA thì em đang chờ giá 11.x, đây lấp cái gap vào vùng 10.x 13. Còn ngắn hơn thì có thể lấp gap vùng 7.8, tuy nhiên là gì? À, vùng này thì mình sẽ không quan tâm nhiều. Chúng ta sẽ quan tâm trên những vùng xa xa hơn, tại vì đã xác nhận pha E thì nó phải chạy mạnh hơn nữa. Mọi người chú ý là giai đoạn này là giai đoạn em không hô cổ phiếu T cộng nhiều, có nghĩa gì? Em tập trung đánh những mã mà mình đã xác nhận điểm mua rồi thì mình hold dài. Chứ đã xác nhận sóng thì mình hold dài những nhịp này, chẳng hạn ăn 30, 50, 100%, chứ em không đánh T cộng 5, 7% đâu. À, về cổ phiếu đánh T cộng 5, 7% thì nó đơn giản lắm, nó không quá khó đối với em đúng không? Không quá khó đối với hệ thống của mình. Tại vì những cái điểm mình cả hô hô anh em này, HSG này, OB này, ở đây chắc chắn T cộng hàng về là anh em quan rồi đã. Anh em quan rồi đã. Nhiều con đúng không ạ? Nam Từ Liêm chúng ta tiếp tục hold nhá. Nam Từ Liêm cũng có một cái Nam Từ Liêm rồi, hold được. Những cổ phiếu mà nó chưa vi phạm điểm bám, cũng chưa vi phạm cái phiên phân phối thì chúng ta tiếp tục hold được, chưa có biến thì chúng ta vẫn hold. Con này thì vẫn là một cái nhịp mà cản cung đúng không? Một cái nhịp mà gì? Dòng tiền vào. Có white cọp, có spring, có UA, có SOS thì chờ chờ khi là BU BU test lại thì gia tăng. Đúng không? Thì hold. Novaland, Nam Từ Liêm đâu đó 18% rồi. Những cổ phiếu này phải hold được nhá. Còn rất rất nhiều những cổ phiếu mà em có báo mọi người gì? T cộng, SHS tùy mọi người thôi. Cho mua T cộng này 9%, 10% thì những cổ phiếu này thì em không muốn hold nhiều. Đó, những cổ phiếu thực ra thị trường tăng thì con nào nó cũng hồi cũng tăng thôi. Đối với cái nhịp mà mình bắt đáy ở những cổ phiếu này ở đây rồi mà hold T cộng để tiếp ở đây thì mọi người chủ động thôi. Còn giai đoạn này là giai đoạn mình hold lại nhá, hold lại được. Và mình đang kỳ vọng index loanh quanh về lớp gap ở đây cho cái nhịp cuối làm ít nhất về vùng 1.200 ha, 1.200, hoặc là ít nhất là chúng ta sẽ có những nhịp mà quét thanh khoản vùng này, sau đó thì mới điều chỉnh xuống, thì đang kỳ vọng là câu chuyện nó sẽ đi lên đây, sau đó nó tạo một nhịp rung lắc đây, có thể là 1.300, sau đó thì sọt xuống. Thì đang kỳ vọng một sóng này có thể lên vùng 1.200, 1.2x thì mình sẽ chốt lời dần, sau đó thì đánh đánh T cộng lên vùng quanh quanh 1.300 gì đó thì chúng ta sẽ sell xuống, lúc đó thì mới sọt phái sinh mạnh. Giai đoạn này giai đoạn mà có thể mình sẽ đánh 1-2 tháng là mình sẽ đánh đánh long là chủ đạo ha. Quay trở lại với điểm đánh cho ngày mai và kịch bản thì hiện tại chúng ta có một cái TR từ 03 04 đến 12 đang là một TR tái tích lũy. Từ 00 00 đến 03 là tái tích lũy. Đúng không? Tái tích lũy đây. Và chúng ta đang chờ cái bias 04 12 xác nhận cho mình là gì? Nếu như vượt 15 dòng tiền vào banh kéo ngay đầu phiên luôn, ATO vượt, chúng ta bắt buộc phải mở vị thế long khi mà giá nó test lại BU đi lên. BU thì một là cạnh trên TR, thứ hai là một cái cụm OB quanh quanh vùng này, và hoặc anh em có thể đo sóng hoặc là IMA 10 15 long lên, và mục tiêu chen thì sẽ về 17x 8x hoặc 1.200. Còn cái nhịp scalp thì tùy tùy nhịp scalp thì 5 7 10 20 điểm đúng không? Còn câu chuyện nếu như ATO không vượt thì sao? ATO không vượt thì chúng ta sẽ cần nó tái tích lũy ở quanh quanh cái điểm từ 12 13, nó sẽ có nhiều nhịp điều chỉnh thì mình sẽ chờ tái tích lũy từ 10 08 đến 12, sau đó thì chờ xác nhận SOS thành lên đúng không? Còn kịch bản nếu như chúng ta bị mất cái vùng 04 thì chúng ta sẽ cần có một cái nhịp mà nó lại quay trở lại lấp gáp 98 và có thể xa hơn ở vùng 87, sau đó mới gom long đi lên được. Thì đây chính là những cái nhịp mà mình sẽ cần phải chờ tín hiệu trong phiên, những ưu tiên những low time frame. Low time frame xuống tăng thì đang ưu tiên là gì? Canh chỉnh để long lên trước. Khi nào mất cái vùng 04 thì chúng ta mới đảo view short. Còn những cái nhịp ở trên vùng vùng này thì có short được không? Thực tế là có thể tham gia short, tuy nhiên
mình sẽ cần chờ dòng tiền ở trong phiên thì nó sẽ an toàn hơn. Không thể cầm sọt qua đêm ở thời điểm này được, đúng không? Tại vì index đang manh nha một nhịp mà gì, von vào ổn, tăng điểm, đúng không? Thì hoàn toàn có thể là mở gap và break đi lên luôn. Đó thì mọi người cần chú ý nhé, là giai đoạn này là giai đoạn mà đánh ở trong phiên, và có thể là có những vị thế long đẹp bên dưới thì mình cầm được thôi, còn để mà sọt, cầm sọt qua đêm thì đối với nhịp mà có dòng tiền vào như vậy thì rất nguy hiểm nhé. Sọt có thể có những điểm đánh ở trong phiên, có những phiên phải đánh sọt. Ví dụ ngày hôm trước sọt 14, 12 thì cũng chạy về 98 ăn được hơn chục điểm, đúng không? Hoặc là những cái phiên đằng trước đó, có thể là ngày hôm nay cũng có một con sóng sọt từ 08 đến 10, 02. Tuy nhiên là gì, để mà cầm qua đêm thì chủ đạo, nếu như mà thị trường mà không có biến gì, không gãy cấu trúc, vẫn là cấu trúc tăng như vậy đó, thì chúng ta không thể cầm sọt qua đêm được, đúng không? Thì rõ ràng cái câu chuyện là gì, nó quay trở lại một cái xu hướng tăng đó, và mình đang chờ cái kênh này nó chạy thôi đó, đang chạy trong kênh này đó. Nếu như mà nó hiền hậu hơn thì nó sẽ test cạnh dưới, đúng không? Nó đi lên thế này, còn như mà nó đánh sốc hơn thì nó sẽ vượt luôn, nó test lại cạnh này và đi lên luôn. Thì mình cũng chú ý và chờ đợi cái plan cho ngày mai. Sau ATO phái sinh thì mình mới nhận định được thêm, nhưng hiện tại thì vẫn ưu tiên cái kịch bản là gì, tháng này thì vẫn chủ đạo là gì, gom long, canh chỉnh long nhé, canh chỉnh long. Nếu như mà không có gom long được cái vùng này, vùng 87 đến 9x, thì chúng ta phải có những vị thế long cao ở đây. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta có một vị thế long kể cả chen, đúng không? Long ở 02, cắt lỗ 01, cắt lỗ có hơn một điểm thôi, long 02x, cắt lỗ 01. Và khi mà giá nó chạy, ví dụ những vị thế mà long cao như vậy, thì khi mà giá nó chạy khoảng 5 đến 10 điểm thì chúng ta có thể dịch SLR vốn, chúng ta hold lệnh nhé. Còn đối với những vị thế mà gom long được ở vùng đáy này chẳng hạn, tại vì vùng đáy này em có báo mọi người là long ở những vùng đáy này rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ có thể hold được qua đêm thoải mái. Còn những cái vị thế mà long ở 0,02 chẳng hạn thì mình nên chốt lời dần hoặc là đánh ở trong phiên thôi, đúng không? Rất khó để có thể là hold qua đêm, đúng không? Đôi khi có một cái biến gì đó, cơ sở gãy gãy xuống xuống hẳn vùng này nó mới bật lên chẳng hạn đó. Thì cái chiến lược của mình gì, nếu như bình thường thông thường ở những cái nhịp mà có dòng tiền vào mà khi mà đánh long mà giá nó chạy khoảng 10 điểm rồi ấy, thì có thể nếu như cầm qua đêm thì chúng ta phải chốt một nửa vị thế, đúng không? Ngày hôm sau có rất rất nhiều điểm vào, ở trong một phiên có rất nhiều điểm đánh, mọi người yên tâm. Kể cả những phiên big long mà sideway up dạng như vậy hoặc sideway down dạng như vậy, có rất nhiều điểm đánh, có rất nhiều tín hiệu để chúng ta có thể nhảy vào chúng ta đánh. Trong một ngày thì có đâu đó khoảng 4 cơ hội để chúng ta đánh xác nhận, có thể là xác nhận chứ không phải đánh tào lao, xác nhận luôn điểm đánh. Ví dụ ngày hôm nay đây là vùng mà chúng ta đánh được long, và đội sọt thì phải chốt lời. Đây là vùng đánh được long, đây là vùng đánh long nhá. Sọt thì tất nhiên rồi, sọt có cái vùng này là mọi người đánh sọt xuống. Buổi sáng thì chúng ta đứng ngoài thôi. Buổi sáng thì thực tế nếu như trong phiên buổi sáng thì đứng ngoài và đến điểm này bắt đầu đánh được long, ok chứ? Đoạn này này giằng co và có von long vào, break được cái vùng vùng này, long được vùng này, cắt lỗ ở dưới cây này, đúng không? Một điểm long đây, long đi lên, một điểm sọt ở đây, sọt đây. Quay trở lại đây có một điểm long sớm ở cái vùng 02, 03 nhé. Cả vùng lên buổi sáng nó nằm đây thì long được ở vùng này, và cây long này, cây long xác nhận này, cây long này là cây mà xác nhận được này. Và cuối phiên nó có một cây long MTL đây, long này nó long được nhá. Tuy nhiên cuối phiên mình không lên đu, nó cái nhịp cuối phiên hơi nguy hiểm một chút, mình không đu. Cái những cái nhịp này thì mình đánh an toàn hơn này. Đó thì trong một ngày có rất rất nhiều điểm đánh. Không phải là chạc rồi chúng ta mới nhìn lại đâu, mà trong phiên này em đã hô những điểm này rồi. Tại sao, giải thích tại sao loại như vậy, đúng không? Là mình đã có sẵn rồi, sẵn ở trong đầu rồi. Ok, chúng ta dừng lại.